công bố hôm thứ Tư, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái UAV tấn công tự sát do chính Mỹ sản xuất, Switchblade. NBC News dẫn lời hai quan chức Quốc hội Mỹ cho biết, đây thực chất là loại tên lửa dẫn đường tiên tiến có khả năng tấn công chính xác cao vào các mục tiêu của quân đội Nga đang tham chiến ở Ukraine từ khoảng cách hàng km. Dòng vũ khí này hiện có hai biến thể Switchblade 300 và 600, được nhà sản xuất AeroVironment có trụ sở tại ngoại ô thủ đô Washington DC bán cho Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Lầu Năm Góc. Switchblade 300 dùng cho nhiệm vụ tấn công chính xác với mục tiêu chính là nhân lực đối phương, còn Switchblade 600 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép. Các quan chức Quốc hội Mỹ không tiết lộ về biến thể nào sẽ được cung cấp cho Ukraine, nhưng cũng có thể là cả hai. Theo NBC News, UAV Switchblade thực chất là bom robot thông minh, được trang bị camera, các hệ thống dẫn đường và chất nổ. Chúng được lập trình để tự tấn công mục tiêu cách xa hàng km và có thể được điều khiển xung quanh mục tiêu cho đến đúng thời điểm khai hỏa. AeroVironment cho biết phiên bản Switchblade 600 có thể hoạt động liên tục trong 40 phút và ở khoảng cách lên đến 80 km. Chúng là loại vũ khí sử dụng một lần nên được mệnh danh là máy bay không người lái tấn công tự sát. Tuy nhiên, đơn giá lại rẻ hơn nhiều so với dòng tên lửa Hellfire bán đi từ máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Theo một số ước tính, Switchblade 300 có giá khoảng 6.000 đô la Mỹ. Cả hai phiên bản UAV này đều có thể được triển khai chỉ trong vài phút và phóng từ ống phóng. Chúng bay nhanh hơn nhiều so với máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ mà Ukraine đang sử dụng để gây sát thương cho quân Nga. Theo NBC News, Switchblade có thể xuyên thủng hệ thống phòng không mà Nga đang triển khai trong đội hình chiến đấu ở Ukraine. Nếu Switchblade được sử dụng ở Ukraine, đây sẽ là loại vũ khí quan trọng nhất được sử dụng trong chiến đấu cho đến thời điểm hiện nay. Theo các nguồn thạo tin, quân đội Mỹ cũng mới chỉ sử dụng Switchblade trong chiến đấu ở một số trường hợp hạn chế tại Afghanistan hoặc ở đâu đó nhưng không công khai tuyên bố. Anh là quốc gia nước ngoài duy nhất cho đến nay được phép mua Switchblade. Chiến sự Úc, tướng cấp cao không qua khỏi liên tiếp, Nga thay đổi gấp chiến thuật. Diễn biến chiến sự tuần qua đã chứng kiến những thay đổi rõ rệt trong chiến thuật của quân đội Nga khi phạm vi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn đang ngày càng mở rộng. Các loại vũ khí tiên tiến, đặc biệt là hệ thống phòng không và tên lửa chống tăng di động, cũng như vũ khí và đạn dược cỡ nhỏ đã được quân đội Nga ồ ạt đổ vào Ukraine. Tất cả những điều này đã tác động đáng kể đến tình hình cục diện trên chiến trường khi xe tăng, xe bọc thép, xe tải tiếp tế và trực thăng của Nga liên tục bị ngắm bắn và tiêu diệt. Các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Ukraine đã làm chậm đà tiến quân của Nga khi Moscow tiếp tục tiến đánh từ ba hướng, phía Bắc đến thủ đô Kiev, phía Đông với trọng tâm là bao vây Kharkiv và Mariupol và phía Nam là nơi các đơn vị Nga đã chiếm được Kherson vượt qua sông Donetsk và hiện đang tiến dọc theo hai bên bờ cũng như gây ra sức ép với thành phố Mykolaiv và các tuyến phòng thủ của Ukraine gần thành phố Zaporizhia. Các đơn vị quân đội Nga đã thắt chặt gọng kìm ở Mariupol, đánh chiếm các thị trấn xung quanh, đồng thời mở rộng hành lang nối bán đảo Crimea với Donetsk. Chỉ còn một dải bờ biển nhỏ quanh thành phố cảng Odessa nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Không chỉ có vũ khí mà một lượng lớn các tay súng đánh thuê người nước ngoài cũng đang tìm cách tràn vào Ukraine bằng nhiều con đường khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov cho biết hơn 60.000 công dân nước này đã trở về và hiện đang tham gia chiến đấu với các lực lượng quân sự Nga. Bên cạnh đó còn có khoảng 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã nộp đơn xin gia nhập quân đoàn quốc tế mới được thành lập nhằm cản đà tiến công của Nga. Về phần mình, Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp nhận các chiến binh nước ngoài, chủ yếu đến từ Syria. Đây là đội quân có kinh nghiệm. Xin giới thiệu mọi người một cây dòng hoa đô quyên này. Hoa ra hoa quanh năm, rất là đẹp và rất là thơm. Đấy, đây là một... Cận cảnh dàn vũ khí mới nhất Mỹ viện trợ Ukraine để đối phó Nga. Sau khi bùng nổ cuộc chiến Nga-Ukraine, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu đã liên tục tiếp lửa cho cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình bằng cách đưa vũ khí tới giúp Ukraine chống Nga. Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 800 triệu USD nhằm giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Tổng thống Biden cho biết, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mỹ đã giúp Ukraine sở hữu thêm các hệ thống phòng không tầm xa hơn và đạn dược cho các hệ thống đó. Gói viện trợ mới cũng bao gồm 9.000 hệ thống chống tăng. Đây là những tên lửa vác vai cơ động có độ chính xác cao mà lực lượng Ukraine đang sử dụng để đối phó với xe tăng và xe bọc thép Nga. Đây sẽ là một sự nâng cấp lớn cho sức chiến đấu của quân đội Ukraine. Nhiều chuyên gia ví von, Ukraine có vẻ sẽ trở thành chiến trường để các nước thử nghiệm loại vũ khí mới. Vậy gói hỗ trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm những khí tài nào? Hãy cùng kênh TV24 giờ tìm hiểu ngay sau đây. 1. Máy bay không người lái vũ trang Switchblade.
Theo các nguồn tin, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ viện trợ cho Ukraine loại máy bay không người lái mới nhất do Mỹ sản xuất, có tên là Switchblade. Lưỡi dao của chúng có thể bật ra khi được phóng lên. Đây thực chất là loại tên lửa nhỏ có thể lảng vảng trên không trung mới nhất do Mỹ nghiên cứu chế tạo. Loại máy bay không người lái này được hãng AeroVironment ở California chế tạo và bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Hiện có hai mẫu máy bay không người lái mang tên Switchblade là Switchblade 300 và Switchblade 600. Chiếc Switchblade 300 được sử dụng để tấn công chính xác các chiến binh trên mặt đất, trong khi chiếc Switchblade 600 được sử dụng để xóa sổ các xe bọc thép hoặc xe tăng. Vào tháng 12 năm ngoái, công ty AeroVironment California đã giới thiệu chiếc Switchblade 300, nhưng chính phủ Mỹ đã cấm họ tiết lộ về chiếc Switchblade 600. Vương quốc Anh cũng là quốc gia duy nhất được chính phủ Mỹ cho phép mua loại vũ khí mới này. Theo tiết lộ, UAV Switchblade chỉ nặng 2,5 kg, được trang bị ống kính camera, có thể hiển thị mục tiêu trước khi đâm vào và có thể đánh trúng mục tiêu cách xa 11 km. Máy bay không người lái này cũng là một loại tên lửa, nhưng không giống như tên lửa thông thường. Chúng có thể bay lượn trên mục tiêu, chờ đợi thời điểm lý tưởng rồi tấn công kẻ thù với độ chính xác đáng kinh ngạc. Loại vũ khí chiến trường này còn được gọi là đạn dược làng vàng hoặc tên lửa hiệu ứng tầm xa. Bản thân máy bay không người lái Switchblade 600 thực chất là một quả bom thông minh tự hành và có thể lòng vòng xung quanh mục tiêu chờ thời cơ đến để công kích. Công ty AeroVironment California cho biết, UAV Switchblade 600 có thể bay liên tục trong vòng 40 phút và cự ly xa nhất là 50 dặm, tương đương với 80 km. Máy bay không người lái Switchblade là vũ khí sử dụng một lần, do đó còn được gọi là máy bay không người lái Kamikaze, và chúng không đắt lắm. Dự tính mỗi chiếc Switchblade 300 được ước tính có giá khoảng $6,000.